Mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tổ chức tổng kết dự án hỗ trợ hợp tác kinh tế khu vực châu Á SAECA và ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại áp dụng công nghệ chuỗi khối blockchain. Theo Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, mục tiêu số hóa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xúc tiến thương mại là nội dung quan trọng trong chủ trương xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. iChase 247 áp dụng công nghệ chuỗi khối, phiên bản nâng cấp giúp sản phẩm minh bạch hơn, xây dựng hình ảnh và thương hiệu của sản phẩm trên thị trường cả nội địa và xuất khẩu. Ngoài những yếu tố về chất lượng, công năng, thị hiếu, thì việc ghi dấu ấn về hình ảnh và thương hiệu sản phẩm bắt nguồn từ chính câu chuyện về hành trình của sản phẩm cho đến khi đến tay khách hàng, đồng thời là công cụ giúp người dùng không những được trải nghiệm quá trình sản xuất ra sản phẩm mà còn có cơ hội hiểu thêm về giá trị lịch sử, địa lý, hiểu rõ về cách thức chăm sóc và quy trình để tạo nên sản phẩm.